Nếu như mà anh không thể hodl em lúc dumpiest nhất, thì anh cũng không xứng đáng có được em lúc pumpiest nhất. Thuận Toshi Nakafomo. Nhưng mà không nói giỡn với các bạn nữa, nếu như mà chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin đó, thì thật ra cái mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta lúc nào, không phải là chỉ riêng đầu tư các bạn, lúc nào cũng như vậy, phần lớn mọi người đều sẽ đặt quá nặng trọng lượng cho những gì đang xảy ra trước mắt của mình, cho dù là cái đó là liên quan tới học vấn, liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến tình yêu của bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, lúc mà các bạn chia tay với người yêu hay là bị người yêu bỏ gì đó, lúc đó thì các bạn có suy nghĩ gì? Các bạn cảm thấy được là đây là dấu chấm hết các bạn. Nhưng mà nghĩ lại đây thì các bạn mới thấy được là wow, tại sao mình lại mù quáng như vậy? Tại sao mình lại quá đặt nặng những gì xảy ra trước mắt mình mà không nhìn tổng quát hơn? Thì cũng như vậy các bạn, chúng ta cũng áp dụng cái tư tưởng đó trong đầu tư. Lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng nghĩ là những gì xảy ra là những cái mà quan trọng nhất, nó sẽ quyết định toàn bộ tương lai của một tài sản đó. Nhưng mà các bạn đã biết là theo dõi kênh Thuận bao nhiêu năm qua, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là sự kiện lớn, từ bầu cử tổng thống cho đến chúng ta nói tới là những ngân hàng bị sụp đổ, và chúng ta nói tới Evergrande ở Trung Quốc, chúng ta nói tới hàng loạt thông tin luôn. Lúc nào ngay thời điểm đó mọi người đều nghĩ là đây là cái thông tin lớn nhất ảnh hưởng tới tất cả thị trường, thay đổi lịch sử vân vân. Giống như chúng ta cũng đã nói tới những cái giống như là Hoa Kỳ vỡ nợ hay là không, nhưng mà tới cuối cùng các bạn thấy mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục và mọi thứ cứ tiếp tục. Cái quan trọng nhất đó chính là cung và cầu các bạn, và quan trọng nhất là cái tài sản đó có cái nguồn cầu dài hạn hay không, cái hệ thống hệ sinh thái của nó như thế nào, và cộng đồng của cái tài sản đó ra sao các bạn, họ có lòng tin hay không. Lòng tin thật sự là cái thứ mà quyết định tất cả. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được lịch sử của Bitcoin đó, thì lúc nào cũng vậy, ngay thời điểm đó, giống như chúng ta nhìn thấy được là từ năm 2010 lịch sử này chỉ tới năm 2023 mà thôi, đáng tiếc là không có những cái thông tin mới hơn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là khi mà chúng ta bắt đầu đã nhìn thấy giá Bitcoin cứ có sự tăng trưởng rồi lại giảm xuống. Đây là cái thời điểm mà giảm xuống khoảng chừng là năm 2012 các bạn. Và ngay thời điểm đó, Thuận nghĩ là những bên nào đã đầu tư lúc đó cũng nghĩ là đây là cái sự kiện lớn nhất và Bitcoin sẽ không thể hồi phục lại được. Nhưng mà qua thời gian này chúng ta mới nhìn thấy được là wow, cái thời điểm đó nó giống như là một dấu chấm trong lịch sử Bitcoin vậy các bạn. Không có gì gọi là quá bận tâm hết. Và ngay cả thời điểm năm 2013 các bạn, khi mà Margot xảy ra rồi chúng ta nhìn thấy được là giá điều chỉnh xuống, thì nhiều người cũng nghĩ như vậy, wow, cái này nó quá kinh khủng. Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là ngay cái năm 2013, cái mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, giá tăng lên tới 1.000 đô rồi giảm xuống còn 200 đô. Sau này đó chỉ là một cái gì đó rất nhỏ trong lịch sử của Bitcoin mà thôi. Và năm 2017 cũng vậy các bạn, đó là năm mà Thuận và nhiều bạn đã cùng nhau trải qua. Thì ngay thời điểm đó đó, nhiều người cũng thấy là wow, cái này là một cái sự giảm giá kinh khủng, Bitcoin sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn một ngày nào đó, cái sự tăng giá và giảm giá của năm 2017 chỉ là một cái gì đó nho nhỏ trên lịch sử của Bitcoin mà thôi. Và chúng ta nhìn thấy được là sau khi zoom ra cho năm 2021 thì các bạn thấy được năm 2017 bây giờ nó chỉ là một cái gì đó nho nhỏ trên lịch sử của Bitcoin mà thôi, giống như là một cái sự điều chỉnh gì đó các bạn, chứ không phải là một chu kỳ. Thì bây giờ cũng vậy thôi các bạn, khi mà zoom ra đó các bạn sẽ thấy được là sau này khi mà giá Bitcoin một ngày nào đó đạt được con số như là nhiều bạn mong muốn là 100.000, 200.000, 300.000, thì những gì xảy ra vào năm 2021 đó thì các bạn nhìn lại sẽ thấy nó giống như là một cái sự điều chỉnh hơn là một chu kỳ. Nhưng mà ngay thời điểm đó nó rất là kinh khủng. Thì đó là những gì mình Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đầu video này. Thuận dành thời gian để mà chia sẻ, tại vì cũng đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau tâm sự như thế này, tại vì năm vừa rồi rất là tốt. Chứ còn những cái mà Thuận vừa chia sẻ, những bạn nào mà theo dõi kênh nhiều năm cũng đã nghe nhiều lần Thuận chia sẻ vào năm 2022 và trước đó rồi, và cũng chia sẻ với những bạn mà mới đến kênh. Những bạn nào mà mới đến kênh hay là mới đến chuyện crypto đó thì welcome các bạn. Các bạn đang chứng kiến một cái đợt điều chỉnh đầu tiên. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Những bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.